dối loạn tiêu hóa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi với các biểu hiện bất thường tại đường tiêu hóa ảnh hưởng sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người bệnh tuy nhiên không phải ai cũng biết nguyên nhân biểu hiện của dối loạn tiêu hóa và nên uống gì khi gặp phải tình trạng này hãy tìm hiểu thông qua video của amano sau đây biểu hiện của dối loạn tiêu hóa là gì dối loạn tiêu hóa là tập hợp các triệu chứng đường tiêu hóa gây khó chịu như đau bụng đầy bụng khó tiêu dối loạn đại tiện đây không phải là một bệnh lý mà được coi là một hội chứng tạo ra bởi sự co thắt bất thường của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa người bị dối loạn tiêu hóa thường có những biểu hiện sau đau bụng cơn đau bụng có thể diễn ra âm ỉ hoặc bộc phát dữ dội đau thường xảy ra ở vùng bụng dưới bên trái một số trường hợp có thể lan ra sau lưng chướng bụng đầy hơi khó tiêu vùng bụng thường xuyên có cảm giác căng tức như ăn no người bệnh cảm thấy ẩm ạch, khó chịu khi vận động. Ngoài ra, có thể kèm theo các triệu chứng ợ hơi, ợ chua. rối loạn đại tiện, đi ngoài rắn lòng thất thường, lúc thì tiêu chảy, lúc thì táo bón sen kẽ, nôn mửa, hệ tiêu hóa bị rối loạn, làm giảm quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Thức ăn có thể trào ngược lên thực quản gây tình trạng nôn mửa, người bệnh có thể gặp triệu chứng sốt trong trường hợp nhiễm khuẩn, nhiễm virus, các bệnh lý viêm đường tiêu hóa. rối loạn tiêu hóa nguyên nhân do đâu? 1 chế độ ăn uống không hợp lý dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Khi ăn phải các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thức ăn ôi thiêu, sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn tấn công làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, việc sử dụng rượu bia cũng khiến bạn dễ bị rối loạn tiêu hóa do trong rượu bia có các chất làm giảm lượng men tiêu hóa trong ruột. Niêm mạc ruột bị tổn thương. 2. Căng thẳng, stress kéo dài làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, Căng thẳng, stress kéo dài làm tăng sản xuất hormone serotonin khiến hệ tiêu hóa dễ bị rối loạn. Đồng thời còn ảnh hưởng đến co bóp của dạ dày và ruột non khiến thức ăn bị ứ động lâu ngày hoặc thải ra ngoài khi chưa tiêu hóa hết gây tình trạng trướng bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Căng thẳng, stress còn làm giảm lưu thông mạch máu, giảm lượng máu tới ruột. Từ đó làm giảm quá trình hấp thu dưỡng chất vào máu. 3. Thói quen sinh hoạt không khoa học gây rối loạn tiêu hóa, Luyện tập thể dục thể thao hàng ngày giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Nếu bạn có thói quen lười vận động, ngồi ì một chỗ sau ăn khiến bạn dễ gặp rối loạn tiêu hóa, táo bón, chậm tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn vận động quá mức sau ăn no cũng có thể khiến các cơ tại ruột bị tổn thương. Vì vậy cần phải sinh hoạt, tập luyện một cách cân bằng, khoa học. 4. Rối loạn tiêu hóa là hậu quả của việc dùng kháng sinh kéo dài. Việc sử dụng kháng sinh kéo dài, đặc biệt là ở trẻ em sẽ khiến, hệ vi sinh đường ruột bị mất cân bằng, giảm sức đề kháng của cơ thể, đầy bụng, tiêu chảy do tác dụng phụ của thuốc. Từ đó gây ra một loạt các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. 5. Rối loạn tiêu hóa là dấu hiệu của một số bệnh lý. Một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa như trướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy là dấu hiệu của một số bệnh lý đường tiêu hóa như, viêm dạ dày, viêm loét tá tràng, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích. Dối loạn tiêu hóa uống gì? 1. Uống thuốc giải quyết nhanh tình trạng dối loạn tiêu hóa. Một số thuốc thường được dùng để xử lý dối loạn tiêu hóa theo các triệu chứng như, thuốc làm giảm các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, neopeptide, enteroseminer, lactamin, malox, thuốc trị tiêu chảy, lopramid, orezone, berberine, kháng sinh trị nhiễm khuẩn, ví dụ như azithromycin hoặc erythromycin, các thuốc này cần phải có chỉ định của bác sĩ. Vì vậy khi sử dụng cần phải hỏi ý kiến bác sĩ để tránh gặp các tác dụng không mong muốn. 2. Nước sắc lá ổi hỗ trợ xử lý rối loạn tiêu hóa. Với trường hợp rối loạn tiêu hóa có triệu chứng tiêu chảy, có thể sử dụng nước sắc lá ổi. Trong lá ổi có chứa hoạt chất tanin có tính kháng khuẩn, làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch dạ dày, từ đó làm giảm tình trạng đau bụng đi ngoài hiệu quả. Cách thực hiện như sau, búp ổi 20g, củ riềng 8g, củ xả 16g, thái nhỏ rồi sao qua, sắc lấy nước đặc và sử dụng. 3. Uống trà gừng giúp giảm nhanh rối loạn tiêu hóa. Với trường hợp rối loạn tiêu hóa kèm triệu chứng chướng bụng, đầy hơi. Ăn không tiêu thì trà gừng là một trong giải pháp hiệu quả. Cách thực hiện như sau, lấy vài lát gừng tươi hoặc túi trà gừng hãm vào nước nóng rồi sử dụng. Lưu ý, không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây ợ nóng, 4. Điều trị rối loạn tiêu hóa bằng nước sắc rau sam. Rau sam là một trong những vị thuốc tiêu hóa, có thể điều trị nhiều bệnh đường ruột, đặc biệt là rối loạn tiêu hóa. Cách thực hiện: dùng 100g rau sam tươi, 50g cỏ sữa tươi sắc uống thay nước trong ngày. Trường hợp bệnh nhân đi ngoài mà phân có dính máu có thể bổ sung thêm 20g nhọ nồi, 20g rau má vào sắc uống cùng. 5. Sử dụng nước chanh làm dịu nhanh các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Lượng axit trong dạ dày quá ít cũng dẫn đến rối loạn tiêu hóa với triệu chứng đau bụng, đầy bụng. Khi đó bạn có thể sử dụng một thìa nước chanh pha với nước ấm để tăng lượng axit dạ dày, cải thiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Sau mỗi lần uống nước chanh, cần súc miệng để bảo vệ răng của bạn. 6. Uống trà hoa cúc giúp cải thiện rối loạn tiêu hóa. Trong trà hoa cúc chứa hoạt chất camomile có tác dụng chống viêm, giảm đau hiệu quả. Uống một cốc trà hoa cúc sau bữa ăn giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. 7. Men vi sinh Amanoenzym go giải pháp cho người rối loạn tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa kéo dài khiến hệ vi sinh vật đường ruột bị mất cân bằng. Vì vậy cần bổ sung thêm các lợi khuẩn đường ruột, tránh các nhiễm trùng đường ruột, nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. Men vi sinh Amanoenzym go không chỉ bổ sung các chủng lợi khuẩn dạng bào tử như Bacillus subtilis, Bacillus clausii mà còn bổ sung nhiều enzym tiêu hóa như lipase protease, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, nhanh chóng thiết lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đồng thời, amano enzyme go còn chứa DHA, vitamin nhóm B, D và nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm, selen, canxi, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, cải thiện triệu chứng chán ăn, giúp ăn ngon miệng. Đây là giải pháp hỗ trợ tuyệt vời cho người rối loạn tiêu hóa. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc, sắp ngoài nếu thấy video hữu ích.